Ba, cho mày nè. Còn cái này lát xử. À, đù. Phân trước cho mày, phần còn lại từ từ đòi nha ba. À, chúng chó lại. Cứ cho là vậy đi. Chỗ mày sao rồi? Không thấy gì hết trơn. Tao canh chỗ đó cả tháng nay, thằng đó không có quay lại. Có một chỗ đó hả ông nội? À. Rồi. Nay sao ngựa bài vậy mày? Lâu lâu ngựa ngựa cho mấy em theo chơi. Ê, đừng có dính con gái đó mày. Gì cha, giỡn hoài. Tôi đâu có còn như trước đâu. Ai Hùng? Ở đâu mày có cái này hả? Dùng được. Long, bịch đó nhiêu à? Ai biết. Tao thấy đúng là chợ đen đang buôn lén hàng trắng. Mày biết con nhỏ đấy rồi nha. Đừng để trở thành thằng Phong thứ hai đó. Gì cha? Mày lo quá. Ê ba, mày muốn chết hả? Ê nhà ra, chết nhà ra. Cái gì chụp giúp nó vậy? Cái gì mày nhà ra? Chết mẹ rồi ba ơi, dừng nó lại. Dừng gì? Tụi mày làm cái gì vậy? Ê, nước lấy nước nhà ra. Mình đâu mà lấy nước cho nó. Dừng gì? Đâu mà đi ra. Trời, dừng gì móc hỏng nó. Tí chứ có phải bột mì đâu mà ăn dữ vậy. Mày mọc cánh giống như tao rồi kìa không? Bye. Để tao lấy cái gì ăn cho mày đáp đó. Cầm nó đi. Ôi, đù, chưa đáp luôn ta. À, ê, na 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 na, à, anh ba về với em mới sao nó dữ trời. Bơi tiếp đi nha mày. À, ngon nhất quận 10, ăn đi cho nóng, tao đi tắm.